Thưa quý vị, trước thực trạng và nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm trầm trọng kéo dài nhiều năm gây bức xúc của người dân tại làng đá Mỹ Nghệ Non Nước, mới đây, Thường trực Hội đồng Nhân dân quận Ngũ Hành Sơn tổ chức đoàn giám sát công tác bảo vệ môi trường tại làng đá Mỹ Nghệ Non Nước và đưa ra giải pháp chỉ mang tính tạm thời. Trước thực trạng ô nhiễm bụi đá nghiêm trọng và nước xả thải ảnh hưởng đến môi trường tại làng nghề, trong khi chờ giải pháp lâu dài của thành phố, trước mắt, quận Ngũ Hành Sơn yêu cầu các chủ cơ sở sản xuất đá tại làng nghề phối hợp với ban quản lý chọn địa điểm để các cơ sở tập kết bụi đá sau mỗi ngày sản xuất, xây dựng phương án hợp đồng thu gom, vận chuyển phế phẩm thải ra tại làng nghề đến nơi cố định để giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Trong thời gian tới đây, ban quản lý làng nghề sẽ tham mưu với quận tổ chức họp dân để quán triệt về ý thức trách nhiệm của người dân đối với vấn đề môi trường tại làng nghề. Thứ hai là yêu cầu tất cả các chủ cơ sở sản xuất phải có trách nhiệm đóng góp kinh phí để quận thu gom thường xuyên chất thải chất phế phẩm do cơ sở sản xuất gây ra, không để ứ động lâu ngày gây ô nhiễm môi trường. Với những giải pháp tạm thời của quận Ngũ Hành Sơn, nhiều chủ cơ sở sản xuất đá đã đồng lòng và sẵn sàng đóng góp kinh phí cùng ban quản lý tổ chức thu gom chất phế thải về nơi tập kết và tổ chức nạo vét cống rãnh để thoát nước. Hiện nay theo cái của tôi được biết là chủ trương của quận Ngũ Hành Sơn là để thu gom dọ vệ sinh cái môi trường, thu gom nước rác thải và nước thải, thì riêng cá nhân tôi ủng hộ là cái kinh phí thu cái kinh phí để thêm cái môi trường cho sạch đẹp, thì riêng cá nhân tôi cũng đồng ý. Bên cạnh đó, nhiều cơ sở sản xuất cũng kiến nghị ban quản lý làng nghề phối hợp với các cơ quan chuyên môn của quận Ngũ Hành Sơn tăng cường kiểm tra giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, đổ đá phế thải và xả nước ra môi trường không đúng quy định, đặc biệt là xử lý nghiêm tổ chức sản xuất chế tác đá trên bãi đất dùng để tập kết chứa nguyên liệu tạo thêm ô nhiễm trầm trọng. Những cái hộ là người ta có mặt bằng, người ta sản xuất rồi nhưng mà vẫn lấn chiếm ở trên cái bãi làng nghề để nó lợi dụng sản xuất, hạn chế được cái mà là người ta bỏ đá đồ này nọ là rất là chặt, xe lên không được, nên cũng đề nghị ban quản lý làng nghề, Ủy ban nhân dân quận Ngũ Hành Sơn có cách giải quyết để cho anh em, có là thứ nhất người ta lên làm, người ta kinh doanh không lành mạnh, tức người ta làm không thuế không má này là cũng ảnh hưởng các hộ kinh doanh. Với các giải pháp mang tính tạm thời như vậy, hy vọng ô nhiễm làng nghề đá Mỹ Nghệ Non Nước sẽ được hạn chế, nhưng về lâu dài thành phố cần có giải pháp căn cơ di dời làng nghề đá vào khu công nghiệp tập trung xa khu dân cư, thì lúc đó vấn đề ô nhiễm môi trường nơi đây mới được chấm dứt. Về tương lai, đề nghị thành phố cũng nên tính toán bố trí sắp xếp làng đá Mỹ Nghệ Non Nước vào một nơi tập trung như khu công nghiệp để giải quyết về vấn đề môi trường, cảnh quan đô thị của Hình Sơn, cảnh quan du lịch và ô nhiễm môi trường trong khu dân cư.